Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Thì hôm nay công ty mình xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm của xe Sangman M3000, đó là cái ba đờ sốc sắt. Đây là cái ba đờ sốc được công ty chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc, hàng dày dặn, rất là dày dặn này. Thì đây là hàng được công ty chúng tôi chuẩn bị giao hàng cho khách. Thì hiện tại công ty chúng tôi đang bán hàng trực tiếp tại hai kho là kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng như là kho Long Biên Hà Nội. Hai cơ sở thuận tiện trong việc giao tới quý khách hàng nhanh chóng. Thì ngoài cái ba đờ sốc M3000 ra, công ty chúng tôi còn nhập khẩu về cabin tổng thành dành cho xe Sangman M3000. Cabin mộc của xe Sangman M3000 và các phụ tùng thân vỏ như mặt nạ, ốp gió, ốp bậc, các phụ tùng như bót lái, bơm lái, rất là nhiều các phụ tùng khác. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm phụ tùng của xe Sangman M3000 thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0962 820 686. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu thì có thể bấm một nút like và đăng ký kênh để xem nhiều video phụ tùng khác. Xin trân trọng cảm ơn.